Xin mời tất cả hội chúng đứng lên, chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2024. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay trong cái thời lượng ngắn thì chúng ta có một buổi pháp thoại với nhau. Và hôm nay sư cô giảng một cái đề tài mà phải nói là tất cả chúng ta đều nhận biết cả, không ai không biết. Đó là chúng ta nói đến thiện ác do ai tạo. Thì khi mà nói thiện với cái ác thì theo như nhà Phật thì trong cái thiện nó có ba cái nhân thiện. Và trong cái mà sai lệch mà nó đưa tới cái mà nó nặng nề đó, mà nó gọi là cái tội lỗi thì nó gọi là cái ác nghiệp. Còn khi nó mới khởi lên đó thì nó là cái sự sai lạc, và nó tạo nên cái lỗi, nó tạo nên cái lỗi lầm, nó chưa phải là cái tội lỗi. Nhưng mà khi nó đi lệch sâu hơn nữa đó, nó có thể đi tới cái ác của nó. Thí dụ như cái tà dâm thì mới đầu nó là cái sự sai lệch, nó là cái lỗi lầm. Nhưng mà cái tà dâm mà đi tới cái chuyện phá thai á thì nó là tội ác. Cho nên là tà dâm mà có thai mà giữ cái thai đó lại để mà cho cái bé ra đời, còn nuôi như thế nào đó thì đó là cái phần số 2, phần tiếp theo. Mà không phá thai đó thì nó ngừng lại ở cái lỗi lầm. Nhưng mà phá thai thì nó trở thành là tội ác, và nó là cái ác nghiệp, nó là bất thiện pháp. Thì nó sanh ra đó bằng ba cái nhân. Mà cái nhân đầu tiên mà mình phải nói đến đó, đó là cái nhân si. Trong cái đắm đuối về tình dục, trong cái mê muội vì nghe những cái lời đường mật dối trá, những lời có cánh nhưng mà dối trá, thì cái tâm tối đó đứng hàng đầu, nó là cái nhân si. Rồi nó thêm một cái phần nữa đó, nó có một cái nhân nữa, đó là gọi là cái nhân tham. Cái nhân tham này nó bắt nguồn từ cái chỗ là mình ưa thích, mình bị quyến rũ, nó có một cái hấp lực lôi kéo, và nó đưa đến người ta thỏa mãn cho con mắt của mình, thỏa mãn cho cái lỗ tai của mình, vân vân, lục căn chúng ta được thỏa mãn, được đáp ứng. Cho nên là mình có cái khuynh hướng là mình thích cái đó, mình giữ chặt đó, và muốn giữ nó, sở hữu nó, chiếm lĩnh nó, để mà mình hưởng những cái cảm xúc nó thuộc về hỷ lạc, nó khởi lên và mình muốn nó kéo dài, và muốn nó được tái hưởng thụ trong cái tâm của mình. Thì cái đó là cái tham thọ hỷ nó đang khởi lên trong tâm. Và cái hỷ lạc đi khi mà nó khởi lên á,
mà nó là cái con đường bất thiện pháp của nó đó. Là khi nào cái bề mặt của nó, cái bề mặt của nó là sự quyến rũ, mà lục căn chúng ta đó là bị dính mắc vào trong đó, thì cái mặt trái của nó, thì cái lục căn này nó sẽ đi cái đối nghịch của nó lại. Đối nghịch ở cái chỗ nào? Là khi cái mà quyến rũ đó, khi người ta chiếm lĩnh được rồi đó, người ta giữ không được thì người ta đau khổ. Người ta mất rồi đó thì người ta đau khổ. Hoặc là đó, người ta không chiếm hữu được thì cũng thất vọng và cũng đau khổ. Và nó diễn ra không phải chỉ có trong cái vấn đề nam nữ, không phải vấn đề chồng vợ, mà diễn ra trong tất cả các lĩnh vực. Từ cái nhà, cái cửa, cái xe cộ, công danh, sự nghiệp, việc làm, tình bạn, vân vân, tất cả mọi thứ nó diễn ra, nó đều là nằm trong ba cái nhân. Cái nhân đầu tiên, nói lại đó, đưa nó lên hàng đầu, bởi vì khi nó bị che mờ, khi con người ta phạm giới thì bị che mờ, bị che mờ. Và khi cái che mờ đó rồi đó, thì người ta sẽ đi theo cái thúc dục ở bên trong người ta. Đó là cái người ta ham muốn, cái người ta thích thú, cái người ta ngỡ rằng đó là cái hạnh phúc đích thực của mình. Và ta đi theo cái con đường đó. Và khi mà nó không đạt được như ý muốn thì người ta sụp đổ xuống. Và người ta đau buồn, người ta khóc than, và có khi là người ta tấn công, người ta đánh trả một cách quyết liệt. Thì cái lúc đó đó, người ta gieo cái nhân xấu ác xuống. Cho nên là cái bất thiện pháp này đó, nó khởi đầu bằng cái sự che mờ, bằng cái ham muốn trong nội tâm của mình. Và khi tất cả những cái đó nó không đáp ứng được, hoặc nó đi ngược lại đó, thì nó sẽ có hai cái dấu hiệu nó hiện ra. Mà cái dấu hiệu đó nó thuộc về cái nhân sân. Cái dấu hiệu thứ nhất là cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái chán nản, cái tuổi thân, tuổi phận, cái tiêu cực. Đó là một cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu thứ hai nó xuất hiện đó là người ta không chấp nhận, là người ta bị mất mát như vậy, người ta bị tổn thương như vậy đó, thì người ta phải tấn công vào trong cái đối tượng đó. Và tấn công thì bằng nhiều cách. Thứ nhất là bằng cái khẩu nghiệp, và cái thứ hai là bằng cái hành động. Và cái đỉnh cao của nó là đưa đến sự chết chóc. Thành ra đó, cái bất thiện pháp hay là cái ác nó diễn ra, nó nằm trong ba cái nhân xấu, là cái nhân si, cái nhân tham và cái nhân sân. Và thường thường chúng ta hay nói là tham, sân, si. Bởi vì khi cái tham nó khởi lên đó, đều có si đi kèm. Khi sân khởi lên đó, đều có si đi kèm. Tức là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bất thiện pháp, chúng ta gọi là xấu ác, chúng ta gọi là sai lầm, chúng ta gọi là tội lỗi, thì bao giờ nó cũng có cái nhân si đi kèm trong đó. Và hệ cái tham nó xuất hiện trước mắt thì đằng sau lưng của nó giống như là hai mặt của một vấn đề. Hệ cái tham nó xuất hiện thì cái sân nó ở phía đằng sau. Cái hoạt động của nó là như vậy đó. Để chúng ta biết là cái ác nó nằm trong ba cái nhân: nhân tham, nhân sân và nhân si. Như vậy ba cái thiện, như vậy cái thiện đó nó đi lại bằng ba cái nhân. Cái thứ nhất là nó không có tham, gọi là nhân vô tham. Cái thứ hai là không có sân, nó gọi là nhân vô sân. Và cái thứ ba nó là nhân vô si, mà nó còn có một cái tên gọi đó là cái nhân trí tuệ, cái nhân sáng suốt. Khi mà chúng ta sinh ra trong cõi dục đó, thì tất cả chúng ta này đó đều có ham muốn, đều có ham muốn, đều có đòi hỏi. Tất cả những cái gì tốt đẹp gọi là phước báo đó, thì tất cả chúng ta đều mong muốn mình được hưởng những cái đó. Thì cái đó không có gì xấu cả, cái đó là cái đúng đắn. Nhưng mà nó chỉ khác nhau có một chút đó. Mà khi mà chúng ta muốn mà nó nằm trong cái đó là đủ, trong cái vừa đủ, trong cái mà chúng ta biết thiết chế, thì nó là một cái điều bình thường. Cái ham muốn nó bình thường, bởi vì nó thuộc vào cái nhu cầu của đời sống.
Chúng ta không có nhà để ở, chúng ta muốn có cái căn nhà. Và muốn có căn nhà nó tươm tất, nó sạch sẽ, nó ngăn nắp, nó rộng rãi, nó thoáng mát thì chuyện đó là bình thường, là tốt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đem tất cả cái năng lực làm việc của chúng ta, cái cần kiệm của chúng ta ra, mà chúng ta có được cái đồng tiền chân chính và chúng ta đó có được cái căn nhà mơ ước, thì cái đó là rất đổi là thiện lành, rất đổi là chánh đáng. Nó không phải là cái tham, mà nó là cái mong muốn. Và cái mong muốn nó chân chính và nó được thực hiện bằng con đường chân chính nhất. Nhưng mà nó sẽ trở thành ra đó một cái điều xấu xa. Khi một cái người bạn tốt của mình đó, mình đến mình nói mình không có nhà cửa để ở, người ta dư nhà, người ta cho mình một cái nhà, cho mượn cái nhà mình ở 5 năm, 3 năm chẳng hạn gì. Rồi sau đó nó bằng mọi cách đó, mình tước đoạt cái nhà của người ta. Thì cái đó nó mới là cái mà chúng ta quá đáng đi lệch lạc. Và nó tạo nên một cái sự tổn thương trong mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà bản thân mình đã phạm lỗi rồi. Có hai chị em. Bà cụ này ngoài 80 tuổi rồi. Hai đứa con thì ở nước ngoài. Thì bà có người em gái Úc khoảng 60 tuổi thôi. Thì hai con gái của bà mới nói là để dì Úc đến ở với mẹ và chăm sóc cho mẹ, thì chúng con nuôi cả hai mẹ hết, coi người dì Úc mình đó là mẹ của mình. Thì khi dì Úc tới đó, thì con của dì Úc, còn dì Úc cũng có hai đứa con, một trai một gái, thì cũng lui tới đó và cũng chăm sóc hai cụ. Thành ra là trong nhà rất là ấm áp. Nhưng mà 3 năm sau thì cái người dì Úc mới nói là bây giờ đó là phải sửa chữa cái căn nhà này, nó xuống cấp. Thì mới nói với người chị ruột của mình đó, là ký giấy để cho mấy đứa nó đi xin phép nó sửa chữa lại cái nhà. Thì đưa là bà ký thôi, vì lúc đó là bà cũng lớn tuổi, gần 90 tuổi rồi bà ký. Thì 3 tháng sau đó là bà phải cuốn gói ra khỏi cái nhà đó. Rồi bởi vì cái giấy đó là cái giấy mà coi như là bà bán đứt cái nhà đó rồi. Rồi sau đó thì khi giấy tờ hợp pháp người ta sở hữu cái nhà đó thì người ta đuổi bà ra không thương tiếc. Cho nên khi cái mong muốn của mình á, mà thứ nhất là nó quá đáng, cái thứ hai mình thực hiện cái mong muốn đó bằng cái không chân chính, thì nó sẽ trở thành là cái mà xấu, đúng không? Và nếu mà nó đem đến một cái đại quả thì nó sẽ trở thành cái ác. Và xã hội này nó diễn ra thì chúng ta thấy là nó đầy dẫy. Và chúng ta nhìn lại bản thân của mình thì giữa cái thiện và cái ác trong tâm của mình nó giống như là cái chỗ mà nó gọi là cái cửa biển vậy đó. Nước từ sông, từ suối nó đổ về rồi nó sẽ ra biển. Thì ngay cái cửa sông này là cái chỗ giao thoa giữa cái nước biển và nước sông, nước suối đây đó. Thì trong lòng của chúng ta đó, giữa cái thiện và cái bất thiện đó, dẫn cái bước mà để tách nó ra đó, nó rất là phi tế. Nhưng mà cái phước báo rồi mỗi chúng ta đó, thì chúng ta đều nhận biết hết. Nhưng mà phạm vào cái lỗi đó là do cái dục vọng mà thôi. Như chúng ta thấy một cái vụ án đó, là cái ông này đã từng là giám đốc công ty, thì ông dành dụm được một cái số tiền. Thì cái người em ruột, em gái ruột mới nói rằng là cho mượn để làm vốn, làm ăn. Thì lúc đầu mượn vài trăm triệu, sau đó là 1 tỷ, rồi sau đó tăng lên nữa. Thì nói là bảo đảm với anh ruột rằng khi nào anh cần thì trả lại. Thì cái người này thấy là mấy năm qua rồi mà em mình không có nói trả lại tiền. Và đã đến lúc thì ông cần cái số tiền đó để ông làm cái gì đó. Thì khi mà hỏi thì cái gia đình nó cứ lần lửa. Và cuối cùng thì ông biết rõ rằng là
từ cái người em gái mình cho tới cháu mình và tới cháu rể của mình đó là đều có ý không trả lời. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã thấy rồi, ông này chém chết mấy người và sau đó thì vào trong tù, và cái án gì thì tất cả chúng ta biết rồi. Cho nên từ cái tốt, từ cái tốt là tin tưởng em gái ruột của mình và cứ lần lựa cái số tiền dành dụng của mình đưa cho em gái ruột mình vững. Rồi đến khi mà lấy lại vậy thì quý vị thấy nè, cái người em này đó là không có minh bạch trong cái việc này. Và nó đi đến cái chỗ là cái người này đó thấy mất cái cuộc mình cho nên là tiếc xót xa. Mà hơn nữa lại thấy là mình lại bị chính cái người ruột thịt của mình đó là gọi là lừa mình để lấy cái số tiền đó, cho nên cái hận nó lên tới cái đỉnh điểm. Vậy thấy không? Từ cái chỗ cái tốt, cái thiện lành là anh em ruột giúp đỡ nhau, cho mượn không có lấy tiền lời. Mà đi bây giờ đi đến cái chỗ đó là cái đồng tiền mình vừa mất mà mình vừa tạo một cái ác nghiệp, và bản thân của mình á bây giờ có tiền lấy lại cũng không dùng được, là bởi vì đã ở trong tù. Và cái án mà giết mấy người như vậy đó thì chúng ta hiểu cái án này đi về đâu. Cho nên giữa cái thiện và cái ác ở trong lòng mình đó, nhiều khi đó mình khó mà có thể là biện biệt một cách rõ ràng. Và sư cô luôn luôn nói rằng cái bản chất của cái sân hận đó, là bao giờ khi cái sân hận mà chiếm lĩnh cái tâm của bất cứ ai thì cái sân hận nó đều nói với cái người mà bị cái tâm sân nó chiếm lĩnh đó, rằng là mình đúng người ta sai. Mình đúng người ta sai. Thì rõ ràng là ông cho mượn tiền và ông đòi lại thì ông đúng rồi. Người này không trả tiền là sai rồi. Nhưng mà mình không có quyền bạo lực với người khác và không nên làm những cái chuyện bạo lực đó. Bởi vì đứng về mặt tâm linh nó là ác nghiệp, mà đứng về pháp thế gian á là nó là cái tội giết người, cho nên là luật pháp phải can thiệp vô thôi. Nếu mà người này làm sai trái thì mình nên nhờ pháp luật can thiệp, và chứ không nên là dùng cái bảo ác đó. Thành ra khi mà cái sân hận nó lên cái đỉnh điểm á thì cái người này đó tự giải quyết cái vấn đề mà không cần tới cái luật pháp quốc gia. Và như vậy về cái đời sống tâm linh cũng như là về mặt thế gian thì cái vị này phạm vào cái nghiệp xấu ác, mà do đó cái luật thế gian là pháp luật quốc gia đã phải xử lý bằng cái bản án rất là nặng nề. Nhưng mà về mặt tâm linh thì cái ác nghiệp này không ngừng lại. Bởi vì khi mà chúng ta phạm một cái điều gì xấu xa thì chúng ta hãy nhớ rằng cái luật nhân quả nó trổ ra tới hai tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất, thí dụ như cái người A mà giết cái người B chết chẳng hạn vậy, thì cái quan trái giữa hai người này nó đeo đuổi với nhau. Và nó đeo đuổi và nó báo thù. Thì cái chuyện người A và người B này đó thì có thể giải được. Đó là cái tầng cấp thứ nhất. Mà người ta không thấy cái tầng cấp thứ hai nó lớn hơn nhiều. Cái tầng cấp thứ hai là cái người này giết người trong lúc cái tâm sân của mình lên tới cái đỉnh điểm của nó, thì cái tác hại của nó đó, mà nó trổ thành cái quả, nó đi trong cái nhân quả về tâm linh đó, là cái đường luân hồi của mình. Bất cứ là mình sống ở đâu, với cái hình dáng cái thân thể mình như thế nào đó, thì mình sống chung với đồng loại của mình đó, mình sẽ gặp những cái người mà cái tâm xấu ác ở đỉnh cao đó, họ sẽ ứng xử với mình. Đó là hai cái tầng cấp trong khi mà chúng ta đi vào trong cái tội lỗi. Khi người ta không hiểu biết á, người ta chỉ biết giữa A với B mà thôi. Nhưng mà A với B có thể hòa giải được. Nhưng mà cái đỉnh của tâm á thì nó không thể hòa giải được. Nó chỉ có cái là người ta biết, người ta sám hối, người ta nguyện, người ta không tái phạm và người ta làm cái điều lành, nhưng nó vẫn trộn.
cái mà gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt được, là bởi vì nó đi như thế cho nên nó nối với những cái người mà họ xử sự bằng bạo lực, bằng cái hung ác nhất, thì trên đường luân hồi chúng ta sẽ gặp như thế, và cái việc đó nó sẽ xảy ra. Sư cô kể cho quý vị nghe những cái mẫu chuyện nho nhỏ ở trong cái đời sống này, để tự chúng ta thấy, chúng ta suy gẫm xem đó, là cái thiện về cái ác này nó diễn ra như thế nào và do ai tạo ra. Thì có một cái cậu bé, cậu này tên là Howard Q. Kelly. Thì cái cậu Kelly này nhỏ lắm, đi học giống như cấp 1, lớp 4, lớp 5 nè. Nhưng mà mỗi một ngày trên cái con đường mà đi bộ tới trường đó, thì cậu làm cái việc là cậu đi bỏ báo để mà kiếm tiền thêm. Là bởi vì đó, ba cậu mất sớm. Rồi cậu cũng còn em ở nhà, mà mẹ thì sức khỏe không tốt, hay bệnh hay đau, cho nên là cái việc kiếm sống rất là khó khăn, cho nên là bé vừa đi học bé vừa kiếm tiền. Thì cái buổi sáng đó là thấy đói quá, cho nên là mới nghĩ rằng mình sẽ tới cái nhà đó, nhà phía trước đó mình tới đó. Nhà đó thấy nó khá, mình ghé vô cái mình coi xin chút gì ăn. Thì khi mà bé tới gõ cửa thì cái người ra mở cửa lại là một cái cô bé cũng là trạc tuổi của cái cậu này thôi. Thì cậu bé này mới lúng túng. Thì cô bé kia mới hỏi là bạn cần cái gì? Thì cậu này mới nói rằng là cho tôi xin một cốc nước, cho tôi xin một ly nước uống. Thì cô bé này không biết là nhìn cái cậu nhỏ này ra làm sao. Mà khi mà vô nhà đó là mới bưng ra một cái ly lớn. Thì cái ly đó đựng đầy sữa. Thì cái cậu nhỏ này mừng lắm. Mới là hai tay bưng cái ly đó mới hớp từng hớp. Mà uống sạch cái ly sữa đó. Xong mới trả cái ly lại cho cô bé đó mới nói vậy. Bạn ơi, như vậy đó là tôi đây là tôi nợ bạn bao nhiêu, bạn nói đi. Thì cô bé này mới nói là mẹ của tôi có dạy đó. Khi mình làm cái điều tốt đó, thì không có đòi hỏi ai mà đưa tiền cho mình hoặc là trả ơn mình hết đó, cho nên bạn không có nợ tôi gì hết. Thì cậu này mừng quá, cậu này mới nói là cảm ơn bạn. Rồi là cậu này mới đi học. Thì cái câu chuyện đó nó thoáng qua trong cuộc đời của cậu thôi. Nhưng cái buổi giao tiếp đó, cậu vẫn in hình cái tên và cái khuôn mặt của cái cô bé này. Và hơn 20 năm sau, thì cái cô bé này đó là bị một cái bệnh hiểm nghèo. Và khi cái bệnh viện ở tại cái địa phương đó, đó, người ta chữa cho cái cô này không hết, người ta chuyển lên cái bệnh viện thành phố. Thì khi chuyển lên bệnh viện thành phố là đưa cái hồ sơ đó lên thì có một cái nhóm bác sĩ hội chẩn. Thì khi hội chẩn như vậy đó, thì trong đó có một người là bác sĩ Howard Kelly. Thì cái vị này khi mà đọc cái hồ sơ bệnh án đó, nói tên cái bệnh nhân đó và nói tên cái địa phương đó đó, thì cậu này trong lòng là nó giống như là nói cái ký ức cũ nó trở lại và cậu nhớ. Thì sau cái buổi đó đó thì cậu mới là đi nhanh xuống cái phòng bệnh đó, và cậu đứng cậu nhìn thì cậu nhìn ra, rồi cậu mới quay lên thì cậu mới gặp cái người mà giống như là cái hội chẩn đó, cái bác sĩ mà trưởng của cái hội chẩn đó. Cậu nói là cậu xin là một cái người bác sĩ trị bệnh trực tiếp cho cái cô này. Và cậu đã đem hết cái khả năng của mình và tốt nhất để mà coi như cứu cho cái cô bé này. Và vài tháng sau thì cái cô bé này đã thoát chết và đã đến cái ngày xuất viện. Thì khi mà đến cái ngày xuất viện đó, thì cái cô bé này, cái cô gái này nghĩ rằng là với một cái viện phí như thế này đó, chắc mình làm cả đời mình cũng trả không hết. Nhưng mà lạ lùng thay đó là khi cô đó văn phòng người ta đưa cái
cái phiếu mà viện phí để tính tiền cho cổ xuất viện đó. Thì cổ mới nhìn lại là trên cái đầu của cái phiếu đó thì có ghi rõ là cái viện phí này đã được thanh toán bằng một cốc sữa, rồi ký tên là bác sĩ Howard Shelley. Thì cô này rất là ngạc nhiên. Rồi dần dần cô mới nhớ ra, và cái hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Thì chúng ta thấy là ta nói là cái ân nghĩa đó, khi mình gieo xuống bằng một cái tâm rất là trong sáng, rất là vô tư, và nó rất là tình người như thế đó, đâu có biết đến cái lúc nào mà nó trổ quả, mà nó trổ quả hết sức là ấm áp. Thật ra ai có nghĩ rằng một cái cô bé, một cái cậu bé mà chạc 10 tuổi mà ứng xử với nhau, nó để lại một cái dấu ấn tốt đẹp trong cái tâm của cái hai cái bạn trẻ đó, cho đến một cái ngày mà cái tai họa xảy ra cho một người đó, thì cái duyên hai người này gặp lại. Và cái chuyện này nó không phải ở trong cái chuyện gọi là chuyện tiểu thuyết mà nó có ở ngoài đời. Và nơi đây thì sư cô cũng đã có giảng một số chuyện đó là liên quan như vậy. Thì chúng ta thấy là gọi là thiện căn thì ở tại lòng ta mà, thấy không? Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thành ra con người ta sống á, cái giỏi á, thì phải nói là cái số người giỏi đông lắm nhưng phải ít đó. Đa số chúng ta đây đó, mỗi người đều có một cái năng lực riêng, nhưng mà cái phước mỗi người nó khác nhau. Có người thì có cái điều kiện để thi thố cái tài năng của mình, còn phần lớn chúng ta không được vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đó, cái tình mà đối với nhau á, thì chúng ta luôn luôn có cái cơ hội để thể hiện cái tình của chúng ta đối với nhau. Mà chúng ta không làm được cái điều này đó, thì chúng ta hãy xem nó giống như là nó khô hạn trong cái đời sống của mình. Và khi mà chúng ta cần thiết đó, thì cỏ qua rau củ nó không có được. Tại vì cái đất trong cái trái tim của mình nó khô hạn, thì rau củ quả nó không trổ xanh được. Chúng ta suy nghĩ lại để mở cái lòng ra chúng ta sống. Vì cái thiện căn này đó là cái mà chúng ta sống bằng cái tình tự của một con người rất là trong sáng, rất là trong sạch, thì nơi mỗi chúng ta đều có hết. Chúng ta cố gắng làm sao cho cái trái tim của mình nó mở cửa ra. Mặc dầu là cái xã hội bây giờ đó, thì những cái người mà ta tàn phá cái niềm tin yêu của người khác nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không nên vì những người đó mà chúng ta khép lại cái trái tim của mình, thì chúng ta sẽ làm khô hạn cuộc đời của mình. Mình nên suy nghĩ để mà mở cái tâm mình ra để mà sống. Chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai. Đây là cái câu chuyện của một cái cô gái mà bán mì gõ, có cái xe mì gõ. Cô này cũng là cha mất sớm, mẹ thì bệnh, đau trì đau trễ ở nhà, và cô phải nuôi đứa em đi học. Và cô tự nấu mì, cô có một cái xe mì gõ, và cô bán ở góc phố đó. Lúc đó là cái tuổi cô khoảng 20. Thì có một cái người thanh niên cũng là trạc tuổi cô nhưng mà lớn hơn cô đó. Thì cậu này cũng là cái người bình thường thôi, ăn mặc thì không có cái gì sang trọng cả. Và cái cách thức mà đến ăn mì gõ như thế thì không phải là một cái gia đình mà gọi là quyền quý, không phải công tử, cũng là người thường thôi. Thì cậu hay ghé đó, cậu ăn mì gõ. Và khi mà ăn nhiều lần như vậy thì quen mặt nhau, thì cậu luôn luôn cậu hỏi rằng cô bán mì như vậy mà cô thu nhập có tốt không? Nó đủ cho cái chi phí gia đình của cô không? Thì cô này nói là cũng tạm được. Rồi thì hai người cứ quen nhau, và cậu này cứ đến ăn mì rồi nói những cái chuyện mà bâng quơ vậy thôi chứ không có gì hết. Thì sau một cái thời gian như vậy đó, cũng cả năm, thì cậu này mới hỏi rằng là cô ơi, cô có bạn trai chưa vậy? Thì cô này cô cười, cô nói làm sao có bạn trai được, tại vì nhà của tôi thì rất là nghèo. Má tôi bệnh nặng, em tôi còn đi học, ai thấy cũng sợ hết, làm sao mà người ta dám kết bạn với tôi đâu.
mà anh hỏi. Thì cậu mới nói là nhưng mà tôi dám. Thì cậu nói xong liền. Rồi cậu nín ngang cái chỗ đó thì cô đó không có trả lời. Và cô đó nói trong lòng của mình á, mình không nên nghĩ tới những cái chuyện này. Tại vì mình cần phải làm việc để mà mình giúp cho em trai của mình nó học cho xong. Rồi còn lo chữa bệnh cho mẹ nữa, cho nên là không có nên nghe những cái lời này. Thì cô ấy quên đi, cô không có nói gì hết. Thì anh này cũng tới ăn mì vậy thôi, không có gì hết. Thì với một thời gian sau đó, thì một hôm đó là anh này cũng làm như trong phim vậy đó, tức là cũng đi mua hoa hồng tới, rồi mới là cầu hôn cô rất là lãng mạn. Thì cô rất là ngại ngùng, cô thấy cô mắc cỡ lắm, mà cô thì cũng có một cái suy nghĩ rằng là mình không thể trong cái chuyện này được, cô nghĩ vậy. Nhưng mà từ cái hôm mà cậu này tỏ tình đó, thì cậu này á là tự xem mình là cái người có trách nhiệm với cô đó. Cho nên là khi mà lợi ăn cái tô mì xong á, thì những cái người ta kêu mì á, cổ nấu rồi thì anh bưng ra, rồi anh đi dọn cái chỗ đó, rồi anh xuống anh rửa phụ, mà ngày nào cũng vậy. Tức là bây giờ ta là giống như là ta chính thức là bạn thân của cái người này rồi. Cho nên là ta làm như vậy thì cái cô này thì cũng không có nói gì, không có nói gì, tức là một nửa thì cũng có đồng ý, một nửa thì không muốn, bởi vì cái hoàn cảnh của mình không có thể được. Rồi cứ dần dần như thế thì cậu này mới chinh phục được là cậu sẽ là cái người hợp tác để cho đó là cái gánh nặng gia đình của cậu đó là cậu có thể xoay sở được, chứ không phải là anh ta đến để làm trở ngại. Thì một thời gian sau đó thì anh ta mới năn nỉ cô này, anh ta mới nói là anh quen với em cũng 2 năm rồi, thì bây giờ anh mời em đi về nhà anh đó để cho ba má anh đó gặp em. Thì cô không chịu, cô mới nói với anh đó là tôi chưa có nghĩ gì cái chuyện này cả, bởi vì khi nào em tôi chưa có đi làm ra tiền thì tôi không thể nghĩ cho bản thân tôi, cho nên là tôi không có tới được. Để cô cứ tránh né hoài để không tới. Thì cho tới cuối cùng đó, mấy tháng sau thì cậu này thuyết phục được. Thì khi mà cậu này dẫn về cái nhà cổ, chưa bước vô là cổ đã hoảng sợ rồi, bởi vì đó là một cái biệt thự rất là rộng lớn, rất là đẹp, mà vườn hoa vườn cây gì đó rất là sang trọng trong chỗ đó. Thì cổ mới rụt chân lại, cổ mới nghĩ mình sai rồi, mình không thể nào mà mình sống trong cái gia đình này được hết đó. Người ta quá giàu còn mình nghèo như thế đó thì không thể được, cho nên là cổ không chịu bước chân vô. Thì cậu này mới thuyết phục, cậu nói đã tới đây rồi ấy, thì thôi cứ vô chào hỏi đi rồi có cái gì tính sao. Thì cô khi mà cổ bước chân của chào hỏi ấy, thì là ba má của cô này rất là niềm nở và tiếp đón cô ấy rất là thân tình. Và sau đó thì cô mới biết là tại sao có cái chuyện này. Tức là ba của cậu này đã 2 năm trước đó, là bệnh mà nó giống như cái người nó hơi lẫn một chút, mà lúc quên quên nhớ nhớ, thì ba của cậu này mới là đi ra ngoài, giống như gọi là đi hóng gió đó, ra ngoài chơi đó. Thì đi không biết làm sao mà đi lạc, không có nhớ đường về. Thì lúc đó, đó là ông già ông mới tới cái chỗ cái cô này bán mì gõ đó. Thì người ta đang ăn á, thì ông lợi mới lấy cái tô của người khách đó. Ông lấy ông ăn đi. Thì cái người khách đó mới buông cái đũa ra, không nói gì hết á. Còn cái cô này là cô đi nấu một cái tô mì khác, rồi cô mới nói bác ơi, bác ngồi để bác ăn cái tô mì này nó ngon hơn. Rồi mới cho ông ấy ăn, thì cô nấu lại cái tô mì khác cho cái người khách đó. Rồi ông ấy ăn xong rồi ông cứ đi tới đi tôi cũng lẩn quẩn ở đó, cho đến khi cổ bán xong cái xe mì gỗ của ông hết, cổ hết rồi, cổ dọn rồi đó, cổ mới hỏi ủa sao bác không về nhà. Thì ông này ông nói là ông không có biết đường về, ông không biết đường về. Thì sau đó cô này mới đưa cái ông này tới cái chỗ mà trụ sở của công an,
để nói là làm sao mà liên hệ đó, là công an sẽ có cái cách để mà giúp ông này về nhà. Thì sau đó là công an mới giúp cái ông cụ này về nhà. Thì ông cụ này khi mà về nhà rồi đó, thì ngày hôm sau là tỉnh táo lại đó, mới nói cái chuyện mà đi tới cái quán mì gõ mà được người ta cho ăn mì vậy đó. Thì cái người con trai đó nghe xong mới nói chuyện với mẹ mình. Thì cả nhà thống nhất á, là cậu nên đi ra tìm cái xe mì gõ đó đó để mà cảm ơn cái cô chủ xe mì gõ. Rồi nếu mà thấy người ta khó khăn quá đó thì trợ giúp người ta một cái số tiền để mà tỏ lòng biết ơn là đã đối xử với ông già tử tế như vậy. Thì cậu này mới kể lại là khi mà cậu ra thế thì cậu thấy cái cô này là cái người hiền hậu mà giỏi giang nữa. Rồi cổ có ăn, ổng có ăn thử một tô mì thì thấy mì ngon, cho nên là cái thỉnh thoảng ghé ăn mà không có nói cảm ơn, cũng không có đưa đồng tiền ra, bởi vì cậu này đang tìm hiểu. Và cuối cùng thì cái chuyện của cô này cho đến cuối cùng đó thì một cái đám cưới mà thân mật đã diễn ra, và cô ấy bây giờ không có bán mì gõ mà cổ có một cái quán mì nhỏ nhỏ để mà cổ làm chủ cái quán mì đó, để cổ có thể tiếp tục trợ giúp cái gia đình của cổ. Và cổ vẫn là sống trong cái gia đình của người chồng, nhưng mà không có cảm thấy một chút mặc cảm gì hết. Đó người ta gọi là cái lương duyên với nhau, nó khởi sanh từ một cái tấm lòng của một cái cô gái nhà nghèo, nhưng mà lại là có cái tình tự của một con người. Chứ không phải người ta vô rồi người ta giật cái tô mì của người khách của mình đó, mà đuổi người ta, mà chửi người ta té thác, không có cách ứng xử đó. Mà cái cách ứng xử là sẵn sàng tốn một tô mì để đền cho cái người đang ăn, và nấu một cái tô mì khác nữa để cho cái bác này ăn miễn phí. Thì nếu người ta nghèo, người ta tính lời từng đồng bạc, nhưng mà hai tô mì để mà người ta làm cho có như là cho nó mọi chuyện, cho nó êm dịu, cho nó tốt đẹp, mà nó có cái tình người chỗ đó đó, thì cái tiền lời ngày hôm đó người ta không tính. Và cái phước báo nó đã trổ sanh để bây giờ mình được làm cái chủ, bà chủ quán, mà lại mình có một cái người đó, người ta thông cảm, người ta thương yêu mình chân thật, để có một cái đời sống gia đình tốt đẹp. Đó là cái phước nó đã nở hoài. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện kế tiếp. Cái câu chuyện này đó thì nó có hai cái khía cạnh của nó. Chúng ta nghe xem đi, rồi mỗi người của mình sẽ có một cái suy nghĩ. Ở một cái cửa hàng mà nó bán đồ chơi cho con nít thì có một cậu bé 6 tuổi. Cậu tới, cậu nói là cậu muốn mua cái con búp bê này. Thì cậu mới lấy hết tiền ở trong túi cậu ra, cậu đưa cho cái người bán hàng đó. Thì người bán hàng đó đếm cái tiền xong rồi đó, mới trả lại cho cậu bé. Mới nói là cái tiền của con nó không có đủ mua con búp bê. Thì cậu bé này cứ cầm cái tiền ở trong tay mà cứ đứng ngó vậy đó, mà buồn lắm. Thì có một cái cô này đó, là cái người khách đi mua sắm, tới cái cửa hàng đó cũng mua sắm đó. Thì thấy cái cậu bé đứng tần ngần vậy đó, cho nên cái cô này cũng mới tới, cũng hỏi con định mua cái gì vậy con. Thì bé nó mới chỉ, nó nói là nó muốn mua con búp bê này. Thì cô mới hỏi chứ con mua cái búp bê này á để làm gì vậy, tại nó con trai mà. Nó nói là con mua cái búp bê này để mà con gửi cho em con. Em con thích cái con búp bê này lắm. Mà má con có nói á là để tới Noel á thì ông già Noel á là sẽ cho em con cái con búp bê này. Thì cái cô khách đó cậu mới nói nè, thì như vậy chắc chắn là em con sẽ có thôi. Tại vì cái mùa Giáng sinh nó sắp tới rồi, thì ông già Noel nó sẽ cho em con cái con búp bê đó mà. Nó nói không, ông già Noel nó không có đem cái con búp bê lại cho em con được đâu. Là tại vì đó, là ba con nói đó, là em con đã về với Chúa rồi.
mà ba cũng nói là má sắp về với Chúa rồi. Cho nên là trước khi tới đây đó, con có nói với má con đó là má chờ con đi để con gửi quà cho em. Thành ra con mới chạy ra đây con mua cái búp bê, rồi con phải đưa cho má cái con đó. Trước khi má con về với Chúa đó thì má con sẽ cầm cái con búp bê này. Với lại này cô xem nè, đây nè cô thấy không, cái hình của con nè, con chụp nè. Rồi con á mà sẽ đưa cái hình này nè với lại cái con búp bê đó, là con sẽ dặn mẹ con đó là đưa cái con búp bê này cho em con, còn mẹ thì cầm theo cái hình này của con á, để mẹ có về với Chúa thì mẹ không có quên con. Thì cái cô khách hàng rồi cổ nghe xong là cổ muốn khóc rồi. Thì cổ mới nói là ở đâu con đưa cái tiền của con nó cho cô đếm rồi. Cô hy vọng là con mua được đó. Đừng có buồn, để cô đếm lại coi. Thì cổ mới lấy cái tiền của cổ kẹp vô mà cậu bé không thấy. Cho nên cổ đếm rồi cổ nói là cô nghĩ là con mua được đó con. Bây giờ cô cháu mình lại mua đi. Thì mới đem cái con búp bê xuống. Rồi cô mới đưa tiền hết cho cái người bán hàng đó. Thì cô này cô kiểm lại, cô nói còn dư tiền đây. Thì cô mới đưa cái con búp bê đó cho cái cậu bé 6 tuổi. Còn cái cô khách này đó, cô nói con ơi, tiền của con còn dư này con giữ luôn đi. Thì cái cậu bé mừng lắm, mới nói rằng là cái hồi tối đó mà khi con nói với mẹ con xong đó, là trong bụng con đó là có tính xin Chúa đó. Con có xin Chúa là Chúa cho con đó đủ tiền để con mua cái con búp bê cho em con. Rồi trong bụng con đó cũng muốn nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa cho con thêm tiền đi để con mua cái bông hồng trắng cho mẹ con. Tại vì mẹ con rất thích cái bông hồng trắng. Nhưng mà con không dám xin, con sợ xin nhiều quá nó không có hay, cho nên là con không dám xin. Mà không về bây giờ đó là Chúa đã cho con đó cái tiền mà con có thể mua búp bê cho em con, mà con lại còn có tiền để con mua bông hồng trắng cho mẹ của con nữa. Thành ra cô dẫn con đi mua bông hồng trắng đi. Thì cái cô khách này mới dẫn bé đi mua bông hồng trắng. Và sau đó thì là mới là tiễn bé ra khỏi cái gian hàng đó để bé đi về nhà. Và bé rất là vui mừng, bé cảm ơn cô. Con đã có búp bê để cho mẹ con đem đến cho em con có bông hồng trắng cho mẹ con lại có một cái tấm hình cho mẹ con để mẹ con về với Chúa mà không quên con. Thì khi cái cậu bé này á đi về rồi thì cái cô khách này cậu đứng ngẩn người ra, cậu mới đứng cậu suy nghĩ hoài. Thì cậu mới trực nhớ là cách đây 2 hôm đó là cậu có đọc báo, cổ thấy một cái tai nạn giao thông xảy ra đó. Và trong cái trang báo đó có nói rằng là có một cái bé gái khoảng 2 tuổi đó là chết tại chỗ. Còn cái người mẹ đó thì bị thương nặng đã nhập viện rồi. Thì cổ nghĩ có lẽ nào đây là cái trường hợp này không? Thì khi cổ về cổ coi báo trở lại. Và hôm sau đó cô theo dõi cái tin tức này đó, thì cô thấy rằng là người đó chết rồi. Và bây giờ đang ở cái nhà hoàng này đây. Thì cô mới mua một cái bó hoa hồng cô tới. Và khi cô tới đó thì cô mới đem cái bó hoa hồng đó lại rồi cô đặt trên cái bàn đó để mà giống như là để cúng cho cái người ra đi đó. Thì cô nhìn thấy vì cái quan tài nó là có cái miếng trong trong ở trên á, thì cô nhìn vô cổ mới thấy là đúng rồi. Tại vì cái người mẹ nó có đặt cái con búp bê này, và có tay có cầm cái bông hồng, và có cái hình của bé nữa, thì cô thấy như vậy là chính xác rồi. Và trong cái bài báo đó cũng có nói thế này, là do cái người tài xế say rượu mà đã gây đến một cái tai nạn. Và coi như vậy là đã làm cho đó cái đứa con gái chết trước, và có 2 ngày sau thì cái người mẹ cũng chết luôn. Thì chúng ta nhìn thấy
cái thỏa mãn cái nhu cầu uống rượu của mình, và bất chấp cái sinh mạng của mình, cũng bất chấp cái sinh mạng của người khác, thì chúng ta đã gây nên cái ác nghiệp mà mình có biết không? Và một cái thống kê đau lòng rằng á, là cái người Việt Nam của mình á, uống rượu đó, tính cái lượng rượu trên cái tỷ lệ của đầu người đó, thì mình uống rượu đó đứng vào cái top 5 của Đông Nam Á này. Và chúng ta nghĩ biết bao nhiêu tai nạn xảy ra, biết bao nhiêu những cái tổn thương trong gia đình xảy ra. Và đặc biệt rằng đó, những cái thế hệ sau này khi nó sanh ra đó, nó là con của rượu. Và cái sự đần độn, cái sự ngu si và cái sự độc ác nó xuất hiện trong những thế hệ đó hay sao? Cho nên khi những cái bài báo mà cái đã kích rằng hả, là công an đó là đứng gần những cái quán rượu đó, là nói gần chứ mà cách xa từ khoảng là 500 mét trở đi đó, thì người ta đã kích cái chuyện đó, thì sư cô mới nghĩ trong lòng như thế này: nếu mà luật pháp cho phép đó, mà ta đứng gần hơn nữa thì rất là tốt. Tại vì nó làm cho biết bao nhiêu cái gia đình đó, là cái người vợ không bị tổn thương, và con cái đó thì nó sẽ yêu mến cha mẹ nó nhiều hơn, và những cái tai nạn này nó không xảy ra. Thì chúng ta xem ác nghiệp này tại đâu? Tại cái ham mê mà thọ hưởng một cái chút khoái lạc của cái uống đó, chưa nói cái ăn. Và nhớ rằng con gái hay con trai đó thì mẹ cũng nuôi bằng sữa mà. Mà nếu mẹ nghèo không có đủ sữa cho con uống đó, thì con là cũng uống bằng cái nước cơm mà, chắc cái nước cơm cho uống mà. Mà nước cơm là tinh khí của trời đất mà, đem cái điều lành, điều tốt lại cho con mình thôi. Mà bây giờ tại sao đó con mình đi uống cái loại độc dược như thế đó, để gây hại cho bản thân mình và làm tổn thương cái sự sống của người khác, gieo một cái ác nghiệp như vậy, chúng ta có nghĩ ra không? Cho nên Đức Phật nói là cái giới thứ năm này đứng hàng đầu. Khi mà cái mà mê đắm trong cái dục lạc, uống rượu nè, ma túy nè, mê tình dục nè, mê game nè, tất cả những gì là mê mờ cái tâm trí của người ta, nó là đầu mối của ác nghiệp. Và chúng ta nhìn trong cái xã hội chúng ta thì cái chuyện này không hề sai chút nào cả. Cho nên là những cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ác nghiệp do mình tạo ra, có khi mình không muốn nhưng mình đắm mình vào trong cái dục lạc á, để đến độ nó che khuất, nó tâm tối hết, thì ác nghiệp phải tạo ra thôi, đâu có thể nào mà không có được. Và người ta khi mà người ta sai xỉn vậy đó, thì tất cả chúng ta nên nhớ rằng tất cả những kẻ bỏm bãi sai xỉn, nó là những cái hạng người điên cuồng, nó không còn lý trí, và nó có thể làm bất cứ ác nghiệp nào mà nó không cần biết. Bởi vì trong cái tâm thối của nó diễn ra như vậy đó. Cho nên bây giờ trong cái luật toàn thể trên thế giới này, người ta đều không chấp nhận một cái người uống rượu mà lái xe mà. Thì chúng ta có nghĩ khi mà nó gây ra những cái tai nạn vậy đó, thì cái tổn thương nó lớn biết dường nào không? Và sư cô xin giấu tên một người rất là nổi tiếng. Vì cái vị này đi với hai người đệ tử của mình á, là cùng với cái nhóm Phật tử đi từ thiện trên một cái xe 7 chỗ. Thì khi mà ra làm từ thiện rồi đó, là trên cái đường về đó, thì mới thấy là ở cái bên đường nó có một cái nhà đó lụp sụp rất là nghèo. Nó ở ngay kiểu cái khu ruộng rẫy đó. Thì cái vị này mới nói là ngừng xe lại. Rồi vị này với hai đệ tử đó xuống, thì mới biết rằng cái đứa bé này nó chết đuối mà cái nhà nghèo quá. Cho nên là đóng mà cái ván hòm sơ sịa gì đó để mà chôn bé.
thì vị này cùng với hai đệ tử mới ngừng lại, mới cúng kiến, rồi mới tụng kinh cầu siêu cho bé đó, rồi mới gửi một chút cái tịnh tài cho gia đình đó, mà lên xe mới đi. Thì khi mà lên xe đi như vậy á, thì cái thời gian mà xuống dưới đó tụng kinh rồi nói chuyện với cái gia đình đó đó, hai vợ chồng đó đó, thì nó cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Và cái người tài xế này nè, bắt đầu mới là chạy rất là nhanh, là tại vì ông phải về để cho kịp đó. Tối nay đó, trong cái chương trình bóng đá mà ông đã dự tính rằng đó, là khi đi từ thiện xong đó, là phải về sớm để ông về ông còn coi bóng đá, thì mọi cái dự trù nó đúng hết rồi, nó không có sai gì hết. Nhưng mà đi ngang cái chỗ đó thì cái vị thầy này lại biểu ngừng lại, thì thấy một cái đám ma mà nó quạnh hiu mà nó leo lét vậy đó, thì vị này chịu không nổi rồi mới đi xuống. Thì trên cái xe đó, lúc mà tai nạn xảy ra thì một người đệ tử đó văng ra ngoài bất tỉnh, và cái người còn sống sót kể lại là cái người đó. Rồi hai người nữa thì chưa có chết, chở vào bệnh viện thì chết luôn. Thì một cái trận bóng đá của cái người đó không có uống rượu, nhưng mà bằng mọi giá phải về kịp để nghe cái trận bóng đá đó, đã phải trả giá như vậy. Và cái người này á, cái người mà mất á, người nội tịch này đó, là một người rất giỏi, chứ không phải là cái người thường. Thì quý vị thấy cái đặt cái đam mê của mình lên hàng đầu, và coi cái tánh mạng của người trên xe không ra gì hết á, như thế không? Quý vị giữa cái thiện và cái ác nó đi cực nhanh, đi cực nhanh, trả một cái giá như thế. Và đó là một cái vị mà phải nói là rất đáng tôn kính, và người ta còn cúng dường tuổi thọ để cầu nguyện cho vị này đó sống sót mà đem cái pháp nhũ đến cho bá tánh. Mà mình một chút đam mê về cái trận bóng đá mà làm cho một cái tai nạn khủng khiếp nó xảy ra, thì chúng ta tự xem cái chuyện này là tất cả đều là một cái chuyện thật cả. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện nữa. Cái câu chuyện này là của một người hái thuốc và một cái con mãng xà rất là lớn, nó dài tới mười mấy thước. Con mãng xà này đó, người ta gọi là mãng xà tinh, tức là nó sống lâu và nó rất là khôn ngoan, nó rất là tinh tế. Thì cái người này đi vào rừng để mà hái thuốc nam, thì trong khi mà sơ xuất đó, thì ông mới té xuống một cái hố sâu. Và ông từ trong cái hố sâu đó là ông trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống, là coi như tuyệt vọng rồi. Là bởi vì thấy rằng là mình ở cái chỗ này đó thì thứ nhất là đói, thứ khác, rồi ở đây mà biết chừng nào có ai cứu được, rồi chưa kể con này con kia nó tới, nó xuất hiện thì chết sao. Cho nên trong cái lúc tuyệt vọng đó thì không hiểu sao cái may mắn của ông á, là có một cái con rắn nó thòng cái đuôi nó xuống. Và cái người này nó mới ôm cái đuôi, thì con rắn nó mới quấn, nó dùng cái khúc đuôi nó sao nó quấn cái người này, thì nó kéo cái người này đó lên khỏi cái mặt đất. Thì khi mà kéo lên khỏi cái mặt đất á, thì nó mới buông ra, buông cái quấn ra. Thì người này mới quảng kinh mới chạy, tức là sợ con rắn nó ăn thịt mình cho quảng kinh mới chạy. Thì chạy ra khỏi cái bìa rừng rồi đó, thì mới đến cái chánh điện địa phương mới báo, mới báo cái tình hình đó, là mình té xuống như vậy mà cái sự việc nó xảy ra như vậy đó, rồi mới báo cho chánh quyền địa phương. Thì chánh quyền địa phương mới cho một cái tớp người vô, người ta tìm mọi cách đó để mà ta săn đuổi cái con mãng xà này. Và sau đó là gần cả nửa ngày đấy, người ta bắt được cái con mãng xà này, người ta mới nhốt vào trong cái lồng, người ta mới cho xe chở về cái chỗ cái trụ sở của chánh quyền địa phương đó. Thì dân người ta tới là coi rất đông, thì cái ông này ông cũng tới đó ông coi, tại vì ông chưa có nhìn mặt của con mãng xà đó. Thì ai tới cũng dòm vô thấy rồi đi ra, mà riêng ông này khi ông bước vô đó, ông vừa dòm vô đó, thì con mãng xà nó phun cái nước bọt của nó ra, mà trắng đục nó phun đầy cái mình ông hết ra đó.
Thì khi mà phun như vậy thì ổng á lên, cái ổng té lăn gù ra. Thì cái nước bọt này nó là cái chất độc ở nơi người nó đang phun ra, và cái người ổng là nó cứ sưng lên rồi nó tái tím. Thì đem vô bệnh viện đó, người ta không chữa được và ông đã chết. Cho nên người ta nói đó, đời xưa trả báo thì lâu, mà đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Thì người ta cứu mình mà mình không nói một lời cảm ơn, mà cũng không có biết đền ơn đáp nghĩa, mà mình đi làm một cái chuyện đại họa cho người ta. Thì quý vị thấy không? Khi mà nó thầm cái đuôi nó xuống là để cứu đấy. Nó là ân tình mà. Mình đâu biết rằng trong cái tiền kiếp ấy, mình gieo cái nhân gì đối với cái chúng sinh nào. Và bây giờ đó, người ta hiện ra dưới cái dạng người ta con một cái con mãng xà thôi. Cái đây là cái quả phước mình trổ sanh, cho nên cái lúc mình thập tử nhất sinh đó, thì có người đến cứu mình. Cái ân nghĩa, ta ân đền nghĩa trả đó. Thấy không? Nhưng mà mình đó, gọi là trong cái ân đó, mình báo lại cái oán. Và người này không biết mặt con mãng xà, nhưng mà con mãng xà biết mình, biết người này. Là bởi vì người ta biết không phải chỉ bằng mắt, người ta biết bằng hai cái lỗ mũi này, nó câu thông cái mùi này. Quý vị nên nhớ là cái loài rắn á, là cái loài nó có cái trí nhớ rất là dai. Cho nên người ta ăn thịt rắn á, thì nó có ăn xong á, thì nó cũng như ăn thịt những con khác thôi. Nhưng mà nó khác ở chỗ đó, là ăn cái con vật nào thì sau khi mà nó đã thành ra cái nhũ trắc mà nó biến thành máu để nuôi sống á, thì nó có toát ra cái mùi. Và mỗi người có cái mùi riêng. Thì khi mình đi qua cái chỗ nào đó đó, mười người, mười mấy người đi qua cái bờ ruộng nó không sao, mà chỉ có cái người này bị rắn cắn thôi. Vì nó câu thông bằng cái mùi mà. Cái nghiệp cảm nó nối lại bằng cái mùi đó. Và cái con rắn này khi mà nó quấn cái người này đưa lên đó, thì nó biết cái mùi chứ. Và hơn nữa, không phải tình cờ mà nó cứu. Người này không biết nó như nó biết cái người này. Và bây giờ khi nó biết rõ rằng cái tai họa này nó xảy ra là cũng do cái người này, cho nên nó mới phun cái độc độc ra. Vì vậy thấy không? Ân người ta cứu mình, mà mình trả bằng cái oán, thì đây là cái hậu quả. Người ta báo oán trở lại thì mình phải chết thôi. Như vậy phước cũng nơi mình, tổn phước cũng nơi mình, hết sức là rõ nét. Thiện cũng nơi mình mà ác cũng nơi mình. Cho nên là trong cái bài kinh Pháp Cú mà số 161 thì Đức Phật có nói nè: điều ác tự mình làm, nghiệp ác do mình tạo. Ác nghiệp nghiền kẻ ngu như kim cương nghiền ngọc. Cái ác nghiệp mình nó tạo ra thì nó có một cái năng lượng xấu của nó. Nó cực kỳ mạnh mẽ và nó nghiền nát chính cái kẻ làm ác này. Và cái sức mạnh của nó giống như là cái kim cương vậy đó. Thì cái gì mà gọi là cứng nhất không thể cắt được thì kim cương đều cắt được hết. Một cái ác nghiệp nó sẽ tàn phá cái đời sống của mình đó, là coi như là nó nghiền rủi không còn cái gì hết. Thì chúng ta thử nhìn nha. Bây giờ trên báo chí này, cái nóng hổi mà nó đi tiên tiếp tính từng năm, năm nào cũng có hết ấy. Thì tất cả những cái kẻ mà người ta gọi là những thằng ăn cắp, hay còn gọi là những cái tên tham ô tham nhũng, những cái con người đó mà gọi là ăn cướp cái con mọc đỏ đó, thì bây giờ đó quý vị thấy không, cái ác nghiệp của nó nghiền nát cuộc đời của nó. Ngày nào bảnh vẻ như thế này có quyền để bắt người ta, thì bây giờ mình lại ở trong cái vai trò là cái tội nhân. Tên tuổi ngày xưa người ta trọng vọng thì bây giờ người ta kêu bằng thằng, người ta bêu ríu. Và đây là bị cáo, đây là tội nhân.
tất gì ăn cắp ăn trộm thì nhà nước thu hồi lại. Và mình á bảnh trẻ như thế này để mà lén lút đưa những cái nguồn ăn cắp của mình vô đây. Ngày nay tất cả nó đi ra không có lén lút, mà đi ra có báo cáo đàng hoàng là cái món này trộm ở đâu, cắp ở đâu. Dùng quyền lực để mà trấn áp người ta lấy tiền ra sao thì bây giờ nó công khai ra. Vì thế thấy không, ác nghiệp nó sẽ nghiền nát cái kẻ tham ác và vô minh này. Đó là luật pháp quốc gia. Chưa đâu, chưa đâu. Chuyện này nó còn đi trong luân hồi. Bởi vì chúng ta nhớ rằng một chút rượu say đó mà một bé gái đã phải chết, một cái người mẹ trẻ đã phải chết, để lại một cái đứa bé trai tội nghiệp như thế này, một cái gia đình bơ vơ như thế này, thấy không? Chúng ta nghĩ sao? Bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra nữa thì chúng ta nghĩ xem đi. Thì tất cả những gì nạn nhân đã phải hứng chịu, bản thân người nào tạo ra, người ta sẽ từng tự trở thành những nạn nhân đó. Cho đến bao giờ người ta tỉnh thức ra mà chưa chỉnh thức thì chưa được. Giờ chúng tôi nghe cái thời Đức Phật để chúng ta hiểu rằng đây là một cái sự xác chứng rõ ràng về cái luật nhân quả. Cái bài Kinh Pháp Cú mà số 161 sư cô vừa đọc cho quý vị nghe đó, nó nằm trong cái sự tích của một cái người cư sĩ tên là Mahakala. Cái người cư sĩ này đó, một hôm đó là vào trong cái chùa đó để mà thọ bát quan trai. Và vị này đó là miên mật trong cái tu của mình, cho nên là thọ bát quan trai tới 24 tiếng đồng hồ. Cho nên là từ sáng cho tới tối, rồi tối đó, vị này thức để nghe các cái sư trong chùa đó giảng pháp rồi hành trì. Cho đến sáng sớm hôm sau đó là khoảng 4-5 giờ sáng đó, thì vị này mới ra cái ao của chùa đó, thì vị này mới rửa mặt rửa tay ngoài chỗ đó. Thì cùng một cái lúc đó, đó là trong xóm có một cái nhà phú hộ đó là bị một cái toán cướp 3-4 người đó vô đó ăn cướp trong cái nhà đó. Thì khi chủ nhà người ta hay được đó thì người ta đánh trống đánh chiêng lên, và tất cả gia nhân ở trong cái nhà của người ta ra để mà ta rượt bắt ăn cướp. Thì trong số cái lúc nó chạy tán loạn ra đó, thì có một cái người ăn cướp đó là nó chạy ngang cái chùa đó, thì nó thấy cái ông này ngồi rửa mặt cái ao đó, cho nên nó tới đó là nó quăng cái túi mà nó ăn cắp đó đó rồi nó chạy mất. Thì khi mà thì cái ông này ông ngồi ông rửa mặt, ông không để ý cho nên ông không biết. Thì đến khi mà cái nhà đó nó túa ra, nó đi tìm khắp hết đó, thì đó đứng ông hoài nó nhìn thấy cái túi đồ của nó, cho nên nó chạy vô trong chùa và nó túm lấy cái ông này, và nó nói là ông này là một trong số những cái tên ăn cướp mà tới để mà ăn cướp đồ của nhà nó mở ra đúng là đồ của nó, cho nên nó đánh rồi nó mới là định lôi cái ông này đó đi lên ở trên chỗ cái chỗ mà quan chức ấy, để cho bắt cầm cái ông lại. Nhưng mà đánh quá tay cho nên là cái người này mới nằm chết tại chỗ đó luôn. Rồi nó xách cái túi đồ đó về, không ai biết hết á. Ngày đến sáng đó, Chư Tăng mới đi khất thực. Thì khi mà đi khất thực đó, thì đi ra ngoài cổng đó, thì mới thấy bên cái hồ nước đó là cái người này nằm chết. Thì mới là hô lên, thì mọi người mới khiêng cái ông này vào chùa. Thì cái việc mà xảy ra như vậy thì Chư Tăng mới bạch lên cái Đức Phật là tại sao một cái người mà cả một cái ngày thọ bát quan trai, mà thọ bát quan trai 24 tiếng đồng hồ, suốt ngày hôm qua rất là thanh tịnh, mà đêm thì thức nghe pháp rồi hành thiền nữa, mà tại sao lại là trổ một cái quả mà nó không cân xứng chút nào? Một người tạo cái phước báo lớn như vậy mà tại sao chết như vậy? Thì nó có một cái gì đó không có chịu đựng được, nó gọi là quá là bất công, không chịu được. Thì Đức Phật mới nói thế này:
cái chuyện mà xét theo cái ngày hôm nay đó, là suốt một ngày tu thọ Bát Quan Trai mà lại là đi luôn cả đêm nữa đó, thì quả thật là nếu mà cái quả này nó trổ thì nó không đúng chút nào cả. Nhưng mà người này không có chết vì cái quả tu thọ Bát Quan Trai, mà người này chết đó là bởi vì đó là do người này đã tạo ác nghiệp trong tiền kiếp, và rất nhiều kiếp đã bị đánh chết như thế này, chứ không phải là đây là một cái lần đầu tiên mà xảy ra cái chuyện này. Thì Đức Phật mới kể lại cái chuyện tiền kiếp của cái người cư sĩ Mahakala này. Và đặc biệt là cái người này đó là Đức Phật xác chứng rằng đó là người này đã nhập vào dòng thánh, tức là người cư sĩ mà đã tu tập và nhập vào cái dòng thánh thứ nhất rồi mà vẫn phải trả một cái quả báo như vậy. Thì Đức Phật mới kể lại cái chuyện tiền kiếp này đó cho chư tăng nghe. Thì Đức Phật mới kể lại là trong một cái kiếp đó, thì cái vị này đó là làm một cái người lính, mà trưởng cái toán lính đó là gác nơi cái bìa rừng gần cái biên giới đó, là vì lý do là nơi đó nó trộm cướp, nó cướp của, nó giết người, do những người khách lữ hành mà đi đến đó, đó thì bị trộm cướp giết rất nhiều, cho nên là vua mới cho một cái toán lính ra đó là ở tại chỗ đó nó canh gác ở cái vùng đó. Thì trong đó có cái ông mà đứng đầu của cái toán lính đó. Thì một buổi chiều mà có hai vợ chồng trẻ người này đó là đi một cái xe ngựa tới, và trời cũng không có tối, mới chạng vạng thôi, thì mới xin cái bởi vì cái đó là giống như một cái trạm kiểm soát vậy đó, thì mới xin cái trạm kiểm soát này đó là cho mình đi vào bìa rừng để kịp lúc mà coi như là đi về nhà cho nó sớm. Thì khi mà cái chuyện người này tới xin đó, thì cái ông trưởng toán đó, ông mà trưởng cái trạm kiểm soát đó, ông mới kiểm tra cái xe, thì ông thấy là đi có hai vợ chồng mà cái người vợ đó đẹp quá, cho nên là cái tà tâm của người này khởi lên. Thì ông ta nhất định là để bảo vệ cái sự an toàn cho hai cái người lữ khách này đó, thì nói là sáng sớm hôm sau sẽ cho đi, còn bây giờ là phải ở lại đây. Và sau đó thì những cái người khách lữ hành mà có tới thì ông cũng đều là bắt cho ở lại hết. Thì thôi hai vợ chồng cũng phải đành chấp nhận mà ở lại cái đêm đó. Thì cái đêm đó đó là gọi như là khoảng 3 giờ sáng đó, thì có một cái vở diễn nó diễn ra đó, là có một cái toán cướp nó vào đó xâm nhập ở cái khu đó. Và nơi đó này có nhà ở của cái ông trưởng cái trạm đó đó. Thì khi mà cái đánh đuổi cái toán cướp đi ra rồi đó, thì cái báo cáo mà báo cáo lên cho cái ông trưởng trạm đó là cái hộp mà đựng cái ngọc quý của ông đó là đã bị mất rồi. Thì ông mới ra lệnh rằng là tất cả những người mà lữ hành đó, mà ở lại đêm nay đó, là cho lính là phải lục soát hết tất cả, không có chừa người nào cả. Thì khi lục soát mới thấy trong xe hai vợ chồng này đó là có cái hộp ngọc quý của gia đình. Và như vậy thì ông mới cho lính đó đánh đập tra khảo cái người này. Rồi sau đó mới nói là đánh đập tra khảo xong thì giải cái người này đó lên cái quan chức lớn hơn, cái trị tội như người này. Thì trên đường giải đi nó hành hạ tiếp, cho nên là cái người khách lữ hành này đã chết. Thì chúng ta biết câu chuyện theo sau đó là gì rồi, vừa chiếm đoạt cái tài sản mà vừa chiếm đoạt vợ của người ta, thì cái ác nghiệp này vị này tạo ra. Và trên cái đường luân hồi đó thì vị này đã biết sám hối, biết ăn năn rồi, không có hành động như vậy nữa. Mà Đức Phật có nói là hơn 100 kiếp đấy, là vị này đều chết như vậy, tức là sau khi ở trong địa ngục ra, rồi cái đường luân hồi đã kéo dài nữa, khi được làm người đó, thì người này đã trở thành là một người lương thiện, bởi vì đã sám hối, được biết ăn năn rồi. Nhưng mà khi tái sanh làm người mà trên 100 kiếp vậy đều chết rồi do bị đánh đập. Cho nên đây là cái kiếp cuối của một vị thánh, là cái tầng thánh thứ nhất thôi đó,
thì cái quả này nó vẫn còn trả. Là cái chỗ đó là cái người này đó là bị đánh đập cho tới chết, mặc dù đó là một cái ngày tu thọ Bát Quan Trai, nhưng cái quả này chưa trổ mà cái quả tiền kiếp nó đã trổ ra. Thì như vậy những gì mà sư cô đã trình bày cho cái hội chúng ngày hôm nay đó là tất cả những cái ác nghiệp mà mình tạo ra thì nó có hai cái tầng cấp khi nó trổ quả. Cái tầng cấp là coi như nó tương tác với nhau, và một cái tầng cấp nó trổ quả bằng tâm. Cho nên là mới nói là điều ác tự mình làm, nghiệp ác do mình tạo, ác nghiệp nghiền nát kẻ ngu như kim cương nghiền ngọc. Bây giờ chúng ta nghe một cái chuyện thật nữa. Như chúng ta biết một cái họa sĩ lừng danh thế giới là Leonardo da Vinci, thì cái ông Vinci này ông có một cái kiệt tác mà để lại cho đời đó, là cái bức tranh đó là vẽ một cái bữa ăn chiều của Chúa Giêsu với 12 tông đồ của mình. Thì cái chuyện này nó nằm trong cái kinh thánh của Thiên Chúa Giáo. Thì đây là cái câu chuyện rất là nổi tiếng, mà nó nằm trong cái kinh thánh, cho nên là tất cả những cái người mà gọi là giáo dân của Thiên Chúa Giáo đều biết cái câu chuyện này cả. Thì đây là 12, nói theo cái bên Phật giáo, đây là 12 đại đệ tử của Chúa Giêsu. Và được Chúa Giêsu đó là coi như là dạy dỗ rèn luyện để 12 cái vị này đó mới đem cái kinh thánh đó mà đi truyền bá khắp nơi, truyền bá mà xuyên quốc gia luôn, tức là có thể đi được những cái nước nào kế cận thì cứ đi. Thì trong 12 cái vị tông đồ này đó thì có một người, cái người này đó là cũng rất là kính tin Chúa, và cũng là cái người giỏi giang, cho nên mới được là đại đệ tử mà gọi là 12 tông đồ của Chúa Giêsu đó. Nhưng vị này đã len lỏi trong cái tâm nó có một cái tham vọng, cho nên là trong 12 vị tông đồ này á, thì cái người này đó là được phân cái công việc đó là làm thủ quỹ, hay còn gọi là giữ cái túi tiền của cái nhóm 12 tông đồ này. Và vị này có một cái mưu cầu là đi theo Chúa, để nương vào cái lực Chúa đó về sau mà cái trận chiến giữa hai cái nước này xảy ra đó mà thắng lợi đó, thì cái vị này sẽ có một cái vai trò chắc chắn rất là lớn. Nhưng mà sau khi là Chúa không có quan tâm tới chuyện đó, mà Chúa quan tâm tới cái chuyện đó là đem những cái điều tốt đẹp đến đó, là cho tất cả cái dân ở những cái vùng đó và cái vùng lân cận, tức là nói theo cái từ Thiên Chúa Giáo là muốn cứu rỗi linh hồn, chứ không quan tâm tới cái chuyện chiến thắng chiến bại gì hết á. Làm sao mà cho cái lời dạy của Chúa được đưa đến cho mọi người, để mọi người đó chọn cái con đường lành, vâng cái ý Chúa để mà về với Chúa, chứ không chọn cái con đường xấu ngược lại để mà rơi xuống địa ngục. Thì nó có một cái bài mà con nít mà hồi nhỏ cái thời sư cô được thuộc cái bài này, nó gọi là thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa, đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Tức là đạo Thiên Chúa thì nói nếu mình làm điều lành điều tốt theo ý Chúa, là có cái tình thương rộng rãi đối với đồng loại của mình và với tất cả những người khác đó, thì mình sẽ được, khi mà chết mình về với nước Chúa. Còn nếu mình làm cái điều xấu ác thì mình phải xuống địa ngục. Và chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì cái vị này khi mà đọc cái kinh thánh đó thì có cái ý là muốn vẽ lại cái bức tranh mà cái bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 tông đồ. Thì vị này tìm mãi mấy năm mới chọn được một cái cậu thanh niên 19 tuổi, mà nhìn cái khuôn mặt đó khôi ngô tuấn tú, mà phải nói là một cái khuôn mặt của thiên thần, có một cái cốt cách rất là thanh nhã, mà cái khuôn mặt của thiên thần,
Cho nên là mới chọn cái cậu thanh niên này đó để mà thực hiện cái hình bóng của Chúa. Đó. Và 6 tháng trời vậy đó, cậu này làm người mẫu. Còn cái người mà quả sĩ tài danh này đó là Leonardo da Vinci đó, là cứ miệt mài vẽ trong 6 tháng. Thì cái bức tranh về Chúa Giê-xu đó tuyệt đẹp, ai cũng phải ngưỡng mộ trầm trồ hết. Rồi như vậy còn 12 vị tông đồ này, thì vị này cũng lần lượt theo cái cuộc đời và cái hạnh của những tông đồ này đó, mà người này tuyển chọn cái người mẫu vô để mà vẽ. Thì vẽ như vậy đó là trong khoảng là gần 6 năm thì xong được 11 vị. Bây giờ còn cái vị tông đồ mà theo cái tương truyền mà gọi là cái kẻ phản phúc đây đó, là tên là Judas. Thì Judas này làm sao mà vẽ đây? Thì vị này tìm hoài không có được. Thì cuối cùng mới nghe một cái tin đó, là có một cái kẻ tử tội, bị giam trong cái ngục ở cái thành Roma. Thì vị này có nghĩ là mình đến mình xem mặt coi như thế nào. Thì đến xem mặt đó thì mới thấy đó, cái kẻ tội đồ này đó, rồi nó không có già lắm nhưng mà tóc tai nó rủ rượi, mà cái người đó sơ sát, nó ăn mặc dơ dáy bẩn thỉu đó. Mà nhìn vô thì phải nói là nhìn thấy cái ác của nó, và nhìn thấy cái gian xảo của nó, và cái tồi tàn của nó. Nó đúng là mình muốn đang đi tìm cái người này làm mẫu đây. Và khi cái vị này đó là sinh lên, thì đức vua là cái người chấp nhận để cho lính giải cái người tử tội này đó, là đến cái chỗ của cái ông quả sĩ này để cho ông lấy cái người tử tù này làm người mẫu. Và như vậy ông tóm hết 6 tháng trời nữa, thì ông vẽ xong cái hình tượng của Judas, kẻ phản phúc, kẻ độc ác, kẻ xấu quyệt, vẽ xong. Thì khi vừa vẽ xong cái đó thì ông quả sĩ này mới nói với mấy cái người lính canh đó, giải cái người này đã trở về cái vị trí cũ, tức là trở về cái hầm ngục ở Roma. Thì khi những người lính tới đó, thì cái người tử tội này họ vùng lên và họ quỳ mọp xuống dưới cái chân của ngài Leonardo da Vinci và nói rằng: thưa ngài, ngài không nhận ra con sao? Thì cái vị này, cái người họa sĩ này mới nhìn cái người tử tội đó mới nói rằng: Không, tôi không biết cậu là ai cả. Tôi chỉ gặp cậu ở trong cái hầm ngục đó, và tôi có xin cho cậu về đây để mà cậu làm người mẫu cho tôi thôi, chứ tôi không quen với cậu. Thì người này đó là coi như là mới khóc và mới nói rằng: Thưa ngài, 7 năm trước đó, con là một cái thanh niên 19 tuổi mà ngài đã vẽ hình Đức Chúa Giê-xu đó, ngài không nhớ sao? Thì cái vị họa sĩ này mới nhìn chằm chằm cho người tử tội, mà quả thật trong lòng của cái người này đó là nói rằng là mình không nhìn ra. Và sau đó thì cái người tử tội cũng đưa trở về hầm ngục. Và cái câu chuyện này đó là cái bức tranh mà bữa ăn cuối cùng đó vẫn là một cái kiệt tác của thế giới. Và cái hình Chúa Giê-xu đó lại là hình của cái cậu thanh niên lúc 19 tuổi. Mà 7 năm sau đó, 2000 ngày sau đó, thì cậu trở thành một cái người đối nghịch lại. Đây là một cái người mẫu có thật về hình Chúa Giê-xu, và cũng là người mẫu có thật của Judas. Thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta nhớ rằng là người ta nói nơi tôi nè cũng có bậc hiền, mà nơi tôi đó cũng có điên điên khùng khùng. Mỗi một con người của mình nó có hai cái dòng nghiệp. Một cái dòng nghiệp tốt đẹp, trong sạch trong sáng cho nên mới được làm người. Nhưng mà nơi mình đó vẫn chứa cái ô nhiễm, cho nên mình có buồn, mình có khổ, mình có giận. Đôi khi mình có gian, có khi cũng là có cái ác. Bởi vì một cái đốm lửa trong lòng mình khi đã có đó,
Thì nếu mà nó thoát ra một cái thì nó đốt cả cánh rừng là bình thường, chứ không phải một cái đống lửa lớn mới có thể đốt được cái rừng. Một cái tàn thuốc khi người ta hút, thì vô tình người ta quăng trong cái, trong một cái hầm giữ xe thì tất cả đều cháy. Một cái tàn thuốc lá thôi, thì nơi tâm của chúng ta những bợn nhơ đó còn chứ không phải hết được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng người ta nói thiện căn cũng tại lòng mình, xấu tốt cũng do mình. Cho nên là trong kinh Pháp Cú của Đức Phật, câu kinh số 165, thì một lần nữa Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta thế này: tự mình làm điều ác, tự mình tạo cấu uế, tự mình tránh ác nghiệp, tự mình giữ thanh tịnh, tịnh hay không tịnh là do mình, không ai thanh tịnh ai cả được cả. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta, mỗi người chúng ta thắp đuốc trí tuệ trong tâm của mình, để chúng ta dẫn dắt mình đi trên con đường thiện lành, để chúng ta được sống an vui hạnh phúc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, phước của Phật tử đã hộ trì cho ngày thọ bát quan trai ngày hôm nay được tốt đẹp. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho chư vị hoan hỷ thọ nhận đồng điều phước báo này, để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chung, nguyện đem công